các bạn thân mến, nhắc đến tình mẫu tử là nhắc đến tình cảm vô bờ bến và mẹ dành cho con. Tình cảm của mẹ dành cho con lúc nào ấm áp như ánh mặt trời, bao la như đại dương và tha thiết không gì có thể so sánh được. Vì vậy, khi chúng ta may mắn có được mẹ yêu thương, chăm sóc, lo lắng mỗi ngày thì chúng ta phải biết trân trọng, yêu quý những tình cảm đó để mẹ biết rằng không ai yêu mẹ bằng con. Và con cũng cảm nhận được một sự nồng ấm trên thế gian này là không ai yêu con bằng mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con.